Shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Buổi tối hôm nay mình lên sóng tiếp tục một con máy rửa bát Nationa NPBM1. Con này em để số 6 các bác nhé. Một con máy nói chung là khá đẹp trong cái phân khúc máy Nationa dòng Navon. Tình trạng máy thì còn khá đẹp các bác ạ. Quay để cho các bác thấy vòng quanh bên máy. Chung là một con máy rất ok. Kính rất là trong các bác nhé. Kính trong suốt luôn, đẹp đang full. Bảng điều khiển đẹp, nội thất bên trong khá là mới, ruột inox, mọi thứ đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Chung là dòng Navon này thì chả có gì để chê ạ. Nó là một con máy huyền thoại rồi, thiết kế rộng rãi, trông thì rất nhỏ gọn nhưng mà thiết kế lại rộng rãi. Dòng này thì bán chạy nhất của Nationa luôn. Con này thì em vẫn bán là 3,9 triệu thôi nhé, là PB11 3,9 triệu. Thực ra quay lên đây hình thức nó là chỉ để là giới thiệu các bác thôi, còn máy rửa bát thì nói về nó quá nhiều rồi. Nó là một cái máy rất là lành đây. Chả có cái bệnh tật gì để mà hỏng cả, tất cả đều trong cái tầm tay của em hết. Các bác mua riêng, mua hàng của bên em thì về máy rửa bát thì các bác yên tâm 100% đi, tất cả đều giải quyết cho các bác được hết, hướng dẫn từ xa, không cần phải gửi máy lại đâu ạ. Nếu mà chẳng may có trục trặc, nghìn con may ra có con gọi là bệnh vặt, chỉ hướng dẫn các bác cái là xử lý được ngay, vì nó chả có cái gì để hỏng. Con này rất là đẹp, các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Giá 3,9 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn thì 400k các bác nhé. Ship hàng toàn quốc và xa, một đặt cọc trước 500.000 nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Chào các bác.